cà ri gà, một món ăn thích hợp dành cho mùa mưa. Hello mọi người, tụi mình là Angie và Mỹ Tho nè. Quán này nằm ở một góc ngã ba giao giữa đường Lê Văn Thạnh và đường Phan Hiển Đạo, kế bên tạp hóa Dì Mai đó mọi người. Quán này mình đã lên một clip review về miếng gà rồi, mọi người có thể bấm clip cũ coi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn thử cà ri gà. Cà ri ở đây sẽ có hai loại là bún hoặc là bánh mì. Mình ăn loại bún lấy đùi, một tô là 40.000, gồm một góc tư của phần đùi, có luôn phao câu nè cả nhà. Bên cạnh đó sẽ có một miếng khoai, lá quế và giá. Khi mà ngồi ăn cái tô này nè mọi người, bên ngoài trời mưa lâm râm mà cái nước thì nó lại nóng hổi. Cái phần da gà của cái cà ri này nè, nó dai dai hơn là cái phần da gà của miếng. Phần da của miếng tôi ăn nhiều lần thì tôi thấy nó mềm, không có cái độ giòn giòn. Cái phần khoai này nè, nó bùi bùi, ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Bên ngoài lớp vỏ dày dặn, bên trong mềm bốc khói luôn nè. Khoai được nấu mềm, dẻo và rất là ngon. Trời ơi, bây giờ ngồi nhìn lại cái đùi gà mà tôi vẫn thèm cái lớp da bên ngoài. À, cái phần thịt gà này nó dai hơn miếng luôn nữa đó nha, chứ không phải là phần da không đâu. Nước dùng thì thơm, béo, nhưng mà chắc do tôi ăn bún nên nó chưa có đậm đà. Bạn còn biết chỗ nào bán cà ri gà nữa không? Nhớ comment chỉ tụi mình nha.